Chấm dứt chuỗi ngày nắng hanh, chuẩn bị có mưa khắp cả nước trước khi bước vào đợt không khí lạnh, cần lắm vòng tay sưởi ấm của người thương. Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực thủ đô Hà Nội có khả năng cao sẽ chấm dứt chuỗi ngày hanh khô, nắng ráo và bắt đầu có mưa rải rác. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng núi và Trung Du, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.